Đây khoác nỉ chữ đá màu đen đấy các chị ơi, tranh thủ lấy giùm em nhé. Đây là những cái live sale cuối cùng. Tính gặp đây là những cái live sale cuối cùng, các chị không tranh thủ lấy không còn cơ hội ạ. Những con này em trang bán toàn 350 một áo này. Khoác nhà em, khoác nỉ nhà em không phải là khoác nỉ thường. Khoác nỉ nhà em là khoác nỉ lụa cao cấp, khi các chị mặc phải sờ vào đấy cái áo rất là sướng. Không cần phải nói mặc lên, chỉ cần sờ thôi thấy sướng cho em rồi, chữ đá cho em. Các chị nhìn cái phiên bản khóa này, nó sáng và nó đẹp như thế này cho em. Riêng con này các chị mặc cho em 4 mùa được nhá. Mùa đông các chị mặc cho em dáng rất là thể thao, khỏe mạnh. Các chị đi với giày thể thao rất là đẹp, hoặc mùa hè có thể khoác cho em như kiểu áo chống nắng và đi giày thể thao mix cũng rất là xinh cho em. Áo này em bán 350.000 cả khoác nỉ chữ đá này, nhưng ngày hôm nay em xả nốt để em nghỉ Tết, em tặng đi nốt cho em 165.000 một con áo này nốt các chị nhá. Áo này nhé sẽ có 3 màu cho em, là màu xanh, màu dễ, màu xanh, màu nâu và màu đen các chị ạ. Hàng của nhà em là hàng công ty cao cấp chứ, cho nên các chị, khi các chị nhận hàng cho em, từng cái khóa áo hay là từng cái chữ đá hay là từng cái viền sọc ở trên này nó đều rất là đẹp và nó nét căng cho em luôn các chị nhá. Hàng không phải là hàng bình thường đâu, không phải là hàng chợ cắt may, cũng không phải là hàng vải vớ vẩn, cũng không phải là hàng vải rẻ tiền. Hàng này nhà em đã bán ra số lượng rất nhiều ở thị trường rồi và khách nhận hàng chưa một khách nào chê, để các chị hiểu cho em là cái con áo nó đẹp như thế nào. Một con áo khoác mà hàng siêu cấp như này, nhưng ngày mai siêu cho em rẻ không một con áo phông thì không có lý do thì chị em mình không chốt về mặc cho em ạ. Mà con này mặc nó sướng lắm chị ơi, chất nỉ tuyết nhá, sờ đến đâu mướt đến đấy, mượt đến đấy cho em, và nó sang, nó đẳng cấp cho em. Các chị nhìn này, chữ đá đẹp như thế này cho em được chưa, đỉnh cao như thế này. Chị em từ 350.000 còn 165.000 con này đó chị nhá. Màu nó mặc trên người, các chị lên cho em mã khoác nỉ chữ đá màu đen kèm xuyến lợi cho em. Con này thì giá của nó thể thao được chưa, khỏe mạnh cho em, mặc con áo lên người cảm giác người mình rất là năng động, cá tính và nhìn nó rất là khỏe người cho em. Các chị mix cho em với những quần thể thao, hoặc các chị mix cho em với là gì ạ, những cái dòng giày thể thao, các chị đi cho em nhìn nó đẹp, nó chất lắm các chị ơi, đẹp và cực kỳ chất cho em luôn. Thay vì bình thường bỏ ra 350.000 thì ngày hôm nay em sale có 165.000 thì các chị tranh thủ lấy giùm em nhá. Hàng này nhà em có hai size, chị Hương Tuấn ơi, hai size cho em là L và XL. L nhà em từ 40 đến 54 cân mặc vừa cho em, và size thứ hai là XL từ 55 cân đến 60 cân cho em. Chưa bao giờ em có ý sale con này cả, nhưng ngày hôm nay xong được con này thì các chị đúng em chúc mừng các chị nhé, vì con áo này nhà em quá tuyệt vời và quá xuất sắc luôn. Ba màu giùm em, thích màu nào lên cho em màu đấy, thích màu cho em mặc trên người lên cho em màu đen, không thích đen các chị lấy cho em màu này, màu nâu giùm em, không thích nâu các chị lấy cho em màu xanh nhá, được chưa ạ. Giá chị Ân nhớ cho em cái giá chưa bao giờ có trên cuộc đời luôn, 350.000 sale còn bao nhiêu ạ, 165.000 cho em. 165.000 các chị ơi, áo phông còn không mua nổi, áo phông không mua nổi, chưa nói gì đến là gì ạ, hàng gì ạ, khóa gì ạ, khóa chữ đá cho em như thế này, chất nỉ tuyết đẹp như thế này cho em, giặt máy thoải mái cho em, 10 năm bảo hành các chị không xù không bay cho em, được chưa. Khóa đứng này, đứng xa cũng sáng quắc cho em như thế này, thì còn gì để gọi là đỉnh cao hơn đúng không các chị, còn gì gọi là đỉnh cao hơn nữa không các chị. Sale 165.000 nhưng mặc quanh năm 4 mùa giùm em, mùa đông làm áo khoác cho em, mùa hè làm áo chống nắng cho em, nói chung đi đâu nhìn nó chất lắm. Mùa hè các chị chỉ cần mix một cái áo 2 dây này xong khoác cho em con này á, nhìn nó phong trần, nó đẹp dã man cho em luôn, cực kỳ xịn cho em nhé. Sale 165.000, màu đen chốt đơn chị Hồng Tuấn có cho em này, chị Hương Nga một đen, một rêu của đơn cho em các chị nhá. Cái này của em có 3 màu đen, màu nâu được chưa, và màu xanh. Các chị comment đúng màu giùm em nhé, đen, nâu và xanh giùm em, thích màu nào lên em màu đấy. Chi Ân các tình yêu còn cho em 165.000. Đây là những con cực phẩm với giá đúng là kiểu mình mua tôm hùm Alaska với giá đúng là giá bình dân các chị ạ. Nó đẹp quá các chị, những con áo xuất sắc chưa? Đấy, xuất sắc cho em mà chị ạ, năng động, thể thao, nhìn mặc con áo lên người nó khỏe người cho em các chị ơi. Khỏe người cho em, mix bất cứ quần nào hay chân váy gì cho em cực kỳ đẹp cho em. 165 ngày hôm nay duy nhất các chị nhá. Tắt like em xóa cho nên là cái cơ hội để chị đến cho những chị nào nhanh tay thôi. Tắt like em xóa cái like này luôn các chị nhá, nên là không còn hàng để các chị săn giá này đâu ạ. Lên cho em mã áo khoác chữ đá, khoác chữ đá, các chị nhìn chữ đá đây không, khoác chữ đá kèm màu kèm xuống lại cho em, sọc này nét như Sony luôn, đỉnh cao như thế này. Sale 165.000, thích màu nào lên màu đấy các chị ơi, thích màu nào lên trang màu đấy, thích xanh lấy xanh, thích nâu lấy nâu, thích đen lấy đen cho em ạ. Ngọc Hảo ok có một con đen, có số điện thoại cho em chị gái ơi. Ngọc Hảo có đen, Minh Hảo ok có đen này, Lương Xuân ok có xanh này, chị Huệ Trần hôm trước mua màu nâu đẹp quá, hôm nay lấy chị một con xanh nhé, trang săn được giá sale hi hi. Con này thật sự luôn sale hợp tiếc các chị, sale mà đau lòng dã man luôn, con áo đẹp như thế này sale cho các tình yêu có 165.000 con áo nỉ khoác chữ đá kèm số điện thoại cho em. Nói lại lần nữa nhé, không bán nỉ thường, không bán nỉ chợ, nỉ nhà em có bảo hành, không bay không xù không bạc màu, nỉ lụa sờ đến đâu mướt đấy cho em. Riêng mặc áo như em trang các chị yêu không bao giờ phải lăn tăn về chất, miễn là mình thích form, mình thích dáng mình lấy giùm em. 165.000 con này đến bản thân em ngủ mơ không có, đến bản thân em đi nhập hàng nghìn con ngủ mơ không có. Nói gì thì các chị ngày hôm nay săn cho em với giá này quá rẻ và quá đẳng cấp luôn các chị ơi. Màu đen kèm số điện thoại cho em, nỉ khoác nỉ chữ đá kèm số điện thoại cho em các chị nhá, khoác nỉ chữ đá kèm số điện thoại giùm em. 350.000 sale 165.000, em sang màu các chị ơi, nhanh tay nhá, ai nhanh thì còn, chậm thì hết các chị ạ.
ai nhanh thì còn, chậm thì hết quá, lại dã man đẹp cho em lên con màu nâu này. Hàng các chị nhìn này, cái vải này mướt không, nỉ tuyết các chị ạ, nỉ tuyết các chị ạ, nó không phải như nỉ thường. Các chị nỉ thường mặc, các chị mặc hay bị xù đúng không, nhưng riêng con nỉ thì các chị mặc cho em nó phê đời luôn, phê đời cho em luôn ạ. Lên cho em con này là gì ạ, khoác nỉ chữ đá màu này cho em, màu nâu kèm xuống thôi cho em, màu nâu rêu xinh dã man luôn các chị ơi, xuất sắc cho em đẹp này. Nỉ khoác chữ đá màu nâu kèm xuống cho em, màu này thì rất là tây, chị nào thích kiểu tây tây chị lấy cho em màu này nhá, xuất sắc đẹp cho em luôn. Dáng như thế này mới gọi là ăn chơi các chị ạ. Mặc cái con áo nỉ xong các chị đi giày thao vào thật sự luôn, nhìn một con người nó khỏe cực kỳ cho em luôn, năng động cực kỳ cho em luôn. Đúng cái gu bây giờ là người ta đang hướng tới là gì ạ, phong cách trẻ trung này, năng động này đúng không ạ, và phong cách thể thao là luôn 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 ưa chuộng nhiều nhất. Những con áo này mặc quá xinh cho em luôn các chị ơi. Lên cho em mã khoác nỉ chữ đá màu nâu kèm số điện thoại giùm em nhá. Hai size cho em là L và XL. L từ 40 cho em, chị ạ, L từ 40 cho em, đến cho em là 54 kg. XL cho em từ 55 đến 60 kg cho em. Giá gốc ban đầu 350 nhưng ngày sale 165.000. Không bao giờ các chị mua áo khoác giá này đâu. Mà đây là còn khoác gì, hàng công ty, khoác xịn khoác đẹp, nhìn em từng cái khóa một nó đều xịn như thế này cho em này. Không bao giờ có chuyện hóc khóa cho em. Thì các chị hiểu cho em cái giá ngày hôm nay là giá đúng chỉnh, có những ngày cận Tết, những cái buổi sale kinh khủng như thế này các chị mới săn được giá này thôi, bỏ qua là tiếc luôn cho em nhá. Khoác nỉ chữ đá màu nâu kèm số điện thoại cho em các chị ơi. Xuất sắc cho em thôi. Ok chị Ngan vẫn chia sẻ em có đơn nhá. Lan Anh ok có nâu cho em, Phượng Hoàng có đen nhá. Trinh Trần ok có nâu cho em, các chị nhìn hàng này. Đẹp chưa? Sale 165.000. 165.000 cho em các chị ạ. Đây cái giá thật sự các chị nhận con áo với các chị sướng cho em luôn. Mặc quanh năm bốn mùa, mùa hè các chị đi chơi các chị khoác những con này cho em. Khoác vào cho em, các chị mặc với áo hai dây hoặc áo ba lỗ trời là chất. Chất vô cùng cho em luôn các chị nhá. Giá sale 165.000 ngày hôm nay. Thích màu nào lên nhanh giùm em. Em sẽ xuống like rất là nhanh con này thôi, tại vì hàng này con nhà em không đủ để chia cho các chị đâu. Những con này là những hàng siêu cấp nên chị nào nhanh tay thì còn, hàng chậm tay là hết các chị nhá. 350.000 sale của 165.000. Một con khoác nỉ lụa hàng cao cấp, hàng công ty, từng cái đường sọc trên này nó nét như này. Được chưa? Chữ đá như này, khóa đẳng cấp như này cho em. Chưa, sale 165.000 mua thì chỉ có được các chị ạ. Mua những con này chỉ có được cho màu nâu siêu tây, chị nào lấy màu nâu lên nốt cho em đi ạ. Hoàng Anh ok có nâu ạ. Thùy Trang ok, một đen một nâu, một rêu ba màu luôn là chị Thùy Trang. Đúng rồi chị gái, hai size duy nhất là L và XL. L từ 40 cho em đến 54 cân, XL cho em từ 55 đến 60 cân giùm em các chị nhé. Không đẹp không lấy tiền, em mặc nốt màu xanh nha. Em mặc nốt màu xanh em xuống like luôn, các chị không săn được con này đâu, xinh chưa này. Đẹp không? Tây dã man rồi cho em. 165.000 là giá sale hôm nay. Giá gốc của chị ban đầu là 350 em gái. Giá gốc ban đầu nhà chị là 350, vừa bán vừa cho thôi các chị ơi. Vừa bán vừa cho thôi, em mà đi nhập được giá này em đi đồng đất luôn các chị ạ. Em đi đồng đất luôn các chị ơi. Con những con này nó xịn lắm. Nó xịn vô cùng luôn các chị ơi, màu xanh này. Em ơi các chị ơi, 165.000 các chị, em nói thật các chị, mua áo phông nó không có, nói gì là mua những con khoác xịn như thế này. Chỉ có những cái buổi săn sale dã man cuộc đời như thế này các chị mới săn được thôi. Còn nó hết là không còn đâu ạ. Những con này các chị đi đâu, các chị mix với giày thao đầu năm, các chị đi lễ xuân này. Đi lễ xuân các chị ơi, đi lễ đầu năm các chị đi đâu cho em cũng hợp lý. Năng động cá tính nó đi mix giày thao đẹp. Các chị nhìn cái màu xanh rêu của nhà em đẹp không? Màu xanh đẹp không? Xuất sắc cho em luôn nhá. Lên cho em con này cho em là khoác chữ đá màu xanh kèm số điện thoại cho em. Nhớ cho em giá chỉ có duy nhất like trong like. Tắt like em trăng xóa, không còn giá này để mình săn nữa chị nhé. Không còn giá này để mình săn. Mã khoác chữ đá màu xanh kèm xuống này cho em. 350.000 giá gốc hôm nay siêu nghỉ Tết còn 165. 165 các chị nhé. 165.000 cho con áo này các chị ơi. Nhấn mạnh là lần nữa đẹp chưa? Đấy các chị nhìn xuất sắc cho em chưa? 165.000 nỉ khoác chữ đá màu xanh kèm số điện thoại cho em, màu này cực đẹp cho em luôn. Đậm màu tươi, màu nó đẳng cấp cho em luôn nhá. L từ 40 đến 54, XL từ 55 đến 60. Con này có hai size nhất thôi các chị ơi. Form cực kỳ co giãn, cực kỳ mềm cho em. Chất vải thì các chị yên tâm, nhà em nhập toàn chất vải đẹp. Còn hàng con này còn là hàng công ty, từng đường kim mũi chỉ trên áo nó đều xuất sắc cho em. Cái khóa sáng bừng như này các chị hiểu cho em là gì ạ? Hàng phụ kiện cao cấp như thế này các chị hiểu cho em nó là hàng ở tầm phân khúc cao cấp rồi. Nhà em cái áo này các chị về bới lông tìm vết cho em một sợi chỉ thừa cũng có. Một sợi chỉ thừa cũng có các chị ạ. Nỉ khoác chữ đá màu xanh kèm số điện thoại giùm em. 350.000 sale còn 165.000 cho em. Được chưa? 165.000 giá không còn gì để mất các chị ơi. Hoàng Tú ok có đơn cho em một con nỉ khoác chữ đá màu xanh nhá. Màu xanh em chốt đơn chị Liên Tây có đơn, Hương Phạm có đơn cho em này. Minh Ngọc đen xanh hai màu, Thúy Hương ok có xanh nhá. Các chị lấy nhanh comment kèm số điện thoại giùm em. Mặc lại một tí màu đen cho chị Hương Trần Vũ Anh. Mặc lại cho chị một tí màu đen chị xem được không? Trang ơi chị muốn lấy một con đen nữa nhưng không nhìn thấy Trang mặc đen. Trang mặc lại một tí nhá. Màu xanh các chị lên nốt cho em qua màu xanh luôn nhá, tí không mặc lại xanh nữa đâu này. Đẹp chưa chị ơi? Nỉ khoác chữ đá kèm xuống lại cho em dáng thể thao, mặc khi nào cho hết mốt của các chị. Mặc khi nào cho hết mốt của các chị, đẹp như thế này cho em. 350 các chị nhá. 350 sale còn 165.000 cho em. Xuất sắc chưa? Hùng Tú ok có đơn, Phượng ok có đơn cho em, Kim Hà ok có đơn này. Em mặc lại một tí màu đen các chị nhá. Mã là nỉ khoác chữ đá màu xanh kèm xuống lại chị em ơi.
nỉ khoác chữ đá xanh kèm xuống nữa chị. Đúng rồi, hôm trước vừa mua ba 50 xong bắt đền trang, bắt đền là sao được em. Em bây giờ bán cái giá này bán lỗ, các chị đừng có bắt đền em, khổ nữa chị nhá. Em các chị ơi, có đứa nào bán con áo mà 165.000 mà bán em 350 không lãi như thế đâu. Em thì lãi một con áo được 20.000 thôi. Các chị biết là khổ như thế nào. Nên là các chị nhận được những con áo này các chị chỉ có sướng thôi. Những con áo thật sự luôn các chị không mua em tiếc hộ các chị thôi các chị ạ. À? Đấy, 350.000 sale còn 165, còn chất áo nha em. Không đẹp hoàn thì gấp 10 các chị. Em mặc lại màu đen một tí nhá. Không đẹp hoàn thì là gấp 10 các chị. Các chị chỉ được thế mà nhận hàng thôi các chị ạ. À? Nó quá đỉnh luôn, màu đen các chị yêu này.